đi ra. Chưa phát còn léo nữa đây. Điện thoại mà. Đó, mua về củ hành như thế. Đùi cái bôn nó vẹn được ha. Chi chi, thủ á. Rồi anh ăn đi, em ăn thịt đi. Ăn nhẹ. Rồi, phụ mẹ con đi. Thôi. Đi ăn nhà người ta lấy được. Ăn chặn. Ôi trời, nổ, tí tí, quay. Đấy. Ui. Đó. Ta mới nuôi cải tháng một trứng đen. Đây anh bỏ cái ớt vào đó này. Nhìn một ớt này. Ăn sướng không? Cay lắm. Đây bên đi ngắt luôn. Làm hay quả chăn. Mọi điện thì mị cái chứ. Ý là điện gì đấy. Anh biểu anh không biết thì thôi. Em bảo đến đâu rồi hả? Thì biết là giữa anh phải biểu anh rồi anh thu xếp đi. Em được thì tôi hỏi anh Dũng là chứ cái việc đi anh mặn anh người lạ anh kinh đi người ta mới lâu chứ thẻ như anh em trong nhà đến đây nữa thì mình còn có khả năng được đỡ sợ chết người đi đã hàng 10 năm trời đi. Tiết tô thơm lắm. Ôi, cơm để vòng cấu luôn đi đã chưa? Thì cơm rang đó, cơm khan được thì vì sớm em cho ăn cơm hai bát cơm với lại ít cấu lật nữa, với lại cái chi đó. Ra đi. À, nói đây nhìn bạc rau linh tinh đã phải hết. Ngon. Thì đứa đã mất công. Đang cái tao ok không? Đó. Cái tao ngọt không? Mi tao hỏi mi mà mi cứ hỏi lẹ cái kiểu ngu. Được trao một ngọt cho tôi. Cứ tua giữa rồi xong tính sao không? Có rồi đã. Xong rồi vo cấu đi doanh ạ. Còn có bếp nấu rồi. Ừ. Để rồi vô mà sát dậu quần áo nhá. Quần áo là quần áo. Cho mấy cái đi vào thùng rác. À, cũng phải nói như thằng ma mặn ở lên đồng liên tục. Lên mà đồng thì lúc giờ ăn cơm là mình nhét nhá. Không đến lúc ăn cơm cứ đừng loay ngoay như này. Đó, chờ mặn gì mặn. Mặn đi. Mặn đi. Cái thịt dưới luôn đi anh. Mặn nấu luôn. Đó. Đi không biết có tối không ba. Đấy, thay thịt nha. Ôi, có thể đấy. Đó. Thịt ngon này còn chọn không ngon hút nốt để rồi thịt ngon này. Cho một con đường trước nhé, mình nấu nước khoảng.
thấy thịt. Đó, thịt trắng tinh ra. Mày cũng được tháng mấy rồi mà lại được mã ăn đó đến nửa nước trời đấy nhỉ. Hết cổ 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 heo trời. Cái kia là đúng là con ăn hải à, còn hơn là đi mua hải nhở. Miền Tam cứ không đường khác là được.